Xin chào thầy Hiếu, các bạn và các anh chị em trong group. Thì theo cái phong trào của thầy Hiếu đưa ra thì mình cũng xin làm một cái video giới thiệu về mình. Thật sự thì mình cũng rất là ngại khi quay thế này vào những video mình làm cũng không có quay như thế này đâu. Nhưng mà thấy thầy Hiếu cũng như là anh em trong group đã làm rất là nhiều rồi, nên mình cũng dẹp cái ngại đó đi, làm đại cái video này. Mình tên là Vũ Đình Phong và mình sinh năm 1990. Thì mình năm nay 29 tuổi và mình ở Tiền Giang. Thì nghề nghiệp của mình thì hiện tại chỉ là làm công ăn lương thôi. Cụ thể là mình đi giao hàng ở gần nhà. Và mình biết đến YouTube thì cũng khá lâu rồi. Và lúc đó thì mình chưa biết là nó có thể kiếm tiền được. Và thường lúc đó mình up những cái video mà mình thích, những video mình cảm thấy hay, để mình chia sẻ cho những người khác cùng xem. Và thứ hai nữa là mình để mình lưu trữ, vì trong cái đi máy của mình thì không thể nào mà lưu nhiều được, mình sẽ lưu lên đó để sau này mình coi dần, và hay là mình buồn lên đó mình coi lại. Và khoảng thời gian sau thì mình đã biết được là YouTube nó có khả năng kiếm tiền, và sau đó mình đã lập một cái kênh chuyên về cái bộ phim hoạt hình anime One Piece của Nhật Bản. Thì mình làm về chủ đề đó. Và trong thời gian làm việc và phát triển kênh đó thì mình đã biết đến thầy Hiếu. Và hầu hết những kiến thức căn bản của mình thì đều được học từ thầy Hiếu. Và trong thời gian học tập cách làm của thầy Hiếu thì mình đã học thêm được một cách làm video nữa, đó là làm vlog. Thì mình đã tạo thêm một cái kênh nữa có tên là Miền Tây Life, xoay quanh cuộc sống miền Tây, và mình làm theo cái phong cách của anh Hoa Ban Food. Một cái kênh mà mình rất thích và cũng như là rất mến mộ cái kênh này. Thì nó vẫn quay nhưng không có show mặt như thế này đâu, thì chỉ quay thôi và chỉ thấy tay và những cái xung quanh, cảnh vật xung quanh là chủ yếu, giống na ná như cái kênh của anh Hoa Ban Food vậy. Thì mục đích mình vào group này là để trao dồi học hỏi và phát triển cái kinh nghiệm làm YouTube của mình, để cho mình làm được tốt hơn. Và lời cuối thì mình mong là tất cả các bạn và các anh chị trong group sẽ đều thành công trên con đường làm YouTube và tự do tài chính của mình, và trở thành 300 chiến binh thực sự như điều thầy Hiếu đang mong muốn. Chào mọi người ha.